Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Hôm trước thì anh em đã xem livestream và các số hỏi đáp xoay quanh cái CPU mới của AMD và những cái mẫu bo mạch chủ mới của AMD hay là chưa. Nếu như anh em nào mà chưa xem thì mình sẽ để đường link ở dưới phần mô tả để anh em có thể quan tâm và theo dõi. Thì trong video đấy thì mình đã có mang đến là một cái mẫu main đến từ Asus, thì cụ thể là RR Corsair X670E Extreme. Cái chữ Extreme đây là anh em đã hiểu là vấn đề gì rồi, nhưng chúng ta đã thấy ở đây X670 và X670E thì khác nhau cái gì. Thì trong cái buổi ra mắt những cái chipset và cái CPU mới thì AMD đã đưa ra những cái mẫu chipset để có thể sử dụng, và trong đấy cao nhất là X670E. Thì E ở đây thì cũng sẽ có cái tên gọi là Extreme, tức là cái mẫu chủ này chúng ta đã có hai dòng Extreme. Thì với cái chữ Extreme đấy thì là gì và khác gì khi so với X670 thông thường? Thì cái chữ E, tức là cái dòng Extreme ấy, thì sẽ có khả năng hỗ trợ PCIe Gen 5 tốt hơn. Với cái dòng bình thường, dòng X670 thì sẽ có một khe PCIe ở đây là khe PCIe Gen 5 và một khe SSD, chỉ hỗ trợ như vậy thôi. Còn đối với dòng E, dòng Extreme thì có thể hỗ trợ nhiều khe PCIe Gen 5 hơn, mặc dù là cái chipset đấy sẽ hỗ trợ tổng cộng là 24 làn PCIe. Tuy nhiên thì để mà có thể tận dụng và sử dụng thì đấy là một câu chuyện khác. Thì với dòng E và dòng Extreme này thì sẽ tận dụng được cái điều tốt nhất. Còn tốt như nào thì chút nữa mình sẽ giải thích dành cho anh em. Nhìn sơ qua một chút thì chắc chắn đây là dòng bo mạch chủ cao cấp nhất, gần như cao cấp nhất đến từ Asus cho cái dòng ARM5 mới. Về mặt socket đi, socket đây thì chúng ta đã có socket chuyển sang từ PGA sang LGA. Thay vì chúng ta cần phải lo lắng cái vấn đề cong chân socket ở trên CPU thì bây giờ cong socket chúng ta đã chuyển sang 6 main rồi. Nói vui vẻ là vậy thôi, chứ còn khi mà anh em sử dụng, anh em đậy kỹ càng vào thì cũng không sợ xảy ra đâu. Thì với một cái dòng cao cấp ở đây thì Asus cũng đã trang bị khá nhiều. Về mặt cơ bản đi, ở đây chúng ta sẽ có hai cổng cấp nguồn 8 pin. Trên mặt lý thuyết thì hai cổng cấp nguồn 8 pin ở đây, kể cả tính theo cái xác suất cộng trừ 5-10% đi, thì cũng có thể cung cấp được tối đa loanh quanh khoảng chừng 490W điện và cực kỳ thoải mái để chúng ta có thể ép sung. Và Asus sử dụng là 20+2 phây điện. Asus đã có sử dụng thêm một con chip W nữa, cứ không phải là 20 phây điện thực đâu. Cái điều này thì về mặt cơ bản thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến quá trình chúng ta sử dụng hay là vấn đề ép sung. Cái này là do cái cách sử dụng và cách lắp đặt của Asus mà thôi. Nói sơ sơ qua là vậy, mình không nói kỹ bởi vì chúng ta đang thiếu một thứ ở đây là CPU. Thì mình đã có mẫu main, mình sẽ xoay quanh những cái khía cạnh, mình sẽ nói về những cái điều mà cái mẫu main này có thể hỗ trợ. Còn khi mà mình đã có lại được CPU và mình lắp vào đây thì mình mới có thể đưa đến cho anh em những bài test cụ thể. Tuy nhiên thì mình vẫn sẽ lấy được những thông tin trước đấy mình đã test rồi. Thì với CPU AMD Ryzen 9 7950X, tức là dòng CPU cao nhất hiện tại khi nói về dòng CPU Ryzen, thì mẫu CPU đấy chúng ta sẽ có 16 nhân. Thì với 16 nhân và chúng ta sử dụng thì anh em nghĩ xem chúng ta sẽ tiêu thụ được bao nhiêu điện. Về mặt cơ bản, nếu như anh em nào mà không can thiệp gì ở trong BIOS thì mức điện năng sẽ loanh quanh khoảng chừng 170W. Một số anh em sẽ nghĩ rằng 170W rõ ràng là một mức hiệu năng quá tốt, chúng ta chơi game, chúng ta làm sử dụng cho CPU mát thế. Nhưng câu chuyện đây thì không phải như vậy. Những cái mẫu CPU AMD đời mới muốn sử dụng được một cách tốt nhất thì chúng ta vẫn cần phải tinh chỉnh ở trong BIOS. Và mình đánh giá là Asus là một trong những cái hãng làm BIOS khá tốt. Khi mà anh em nếu mà có tinh chỉnh thì mức hiệu năng của CPU AMD sẽ cải thiện lên khá nhiều. Miêu tả sơ qua một chút về mặt hình thức thì để có thể tản nhiệt cho 22 cái phây điện thì ở đây thì Asus đã trang bị một cụm heat sink cực kỳ lớn và được nối với nhau bằng một ống đồng. Thì anh em có thể nghĩ rằng ở đây có phải khe PCIe Gen 5 hay không, có phải là dành cho SSD hay không, thì không, ở đây không phải là SSD nhá. Thay vào đấy thì Asus đã lựa chọn sang một giải pháp khác, đó là sử dụng cái cạc cắn rời bên ngoài. Thì với những cái dòng đặc trưng, cái dòng main cao cấp của Asus, chúng ta sẽ có thêm một cái khe gắn SSD ở ngay trên main. Thì ở đây sẽ hỗ trợ tổng cộng là hai khe SSD M2 Gen 5. Tất nhiên chúng ta sẽ có những cái suy nghĩ trong đầu rằng khi mà tôi cắm SSD lên đây thì cái thanh RAM chúng tôi để ở đây có bị nóng hay không, thì chắc chắn là không rồi. Cái này thì phụ thuộc vào cái hệ sinh thái của bên phía Asus. Asus thì có một hệ thống tản có tên gọi là Ryzen lắp trên CPU này. Chúng ta sẽ có thêm một hệ thống cánh quạt nữa và thổi ra bốn hướng. Thì ở đây chúng ta đã có ba hướng là ba cụm heat sink rất lớn rồi, thì một hướng còn lại sẽ thổi phía RAM, nên chúng ta sẽ không cần phải lo lắng về vấn đề nhiệt độ. Và cái thứ hai nữa, khi mà cắm SSD lên cái khu vực ở trên đây thì sẽ có một cái lợi thế là đối với những anh em sẽ có vỏ cây, sẽ có gió hút từ mặt trước thổi ra và làm mát trực tiếp cho SSD. Thì với SSD PCIe Gen 5 thì mình nghĩ chắc chắn sẽ là một trong những mẫu SSD khá nóng, bởi vì cái hiệu năng cao thì đồng nghĩa với việc là cái mức nhiệt tỏa ra cũng lớn, và việc lắp đặt trên đây sẽ giúp cho cái SSD có thể tản nhiệt được một cách tốt hơn. Và ngoài ra, nếu như anh em nào mà không muốn cắm ở trên đây,
gọi là không thích ấy, bởi vì sợ ảnh hưởng đến RAM, thì chúng ta có thể lựa chọn một giải pháp khác, thì chúng ta sẽ cắm trực tiếp vào khe PCIe. Asus có tặng kèm ở trong vỏ một khe nữa, anh em có thể cắm trực tiếp vào, và trên đấy chúng ta sẽ sử dụng là một SSD PCIe Gen 5, và ở đây chúng ta sẽ có thêm hai khe SSD nữa, tổng cộng là sẽ có 1, 2, 3, 4 5 khe SSD để chúng ta có thể cắm. Và chắc chắn 100% tối thiểu ở đây, khe PCIe đây sẽ hỗ trợ full băng thông X16 để chúng ta có thể cắm và sử dụng. Tất nhiên là trên thị trường hiện tại thì chúng ta vẫn chưa có những mẫu card đầu vào hỗ trợ chính thức PCIe Gen 5, vẫn sẽ dừng lại ở PCIe Gen 4 thôi, bởi vì PCIe Gen 4 hiện tại vẫn đang có cái tốc độ khá cao. Tuy nhiên, việc chúng ta sử dụng những cái mẫu bom mạch chủ cao cấp như này, chúng ta cắm lên chắc chắn là phải sử dụng những mẫu CPU cao cấp, thì có PCIe Gen 5 thì sau 1 đến 2 năm nữa chúng ta sử dụng vẫn có thể cắm vào và sử dụng cực kỳ tốt. À, có một điều nữa mà mình muốn gửi đến cho anh em, đó là về mặt chi phí khi mà chúng ta sử dụng thì sẽ như thế nào. Về mặt giá chính thức của main thì mình chưa có. CPU thì loanh quanh khoảng chừng từ 16 đến 18 triệu. Còn về mặt RAM, đây mới là yếu tố mà anh em cần quan tâm. Đó là cái thế hệ 7000 series không hỗ trợ RAM 4. Tức là kể cả anh em cắm lên chipset dòng B thì vẫn sẽ phải sử dụng RAM 5, và chúng ta sẽ không còn sử dụng được RAM 4. Cái điều này để nhắm đến cái khía cạnh là chúng ta sẽ tiến đến những khía cạnh cao này. Main này hỗ trợ rất nhiều PCIe Gen 5 thì RAM cũng phải hỗ trợ là RAM 5 luôn. Thì giá của những cái bộ kit RAM 5 hiện tại sẽ cao gấp đôi khi so với RAM 4. Và để anh em có thể dễ tính hơn thì với RAM 4 chúng ta có thể tính tối thiểu là 1GB tương đương với 100.000, thì với RAM 5 chúng ta gấp đôi lên, 1GB sẽ khoảng 200.000 để có thể sử dụng. Tất nhiên là khi chúng ta cắm RAM 5 thì cái hiệu năng khi mà chúng ta sử dụng cũng sẽ tốt hơn khi so với RAM 4, nhưng đấy là với những cái phần mềm mà tận dụng được, ví dụ như Adobe Premiere Pro hoặc là After Effects. Còn khi mà anh em chơi game thì rất tiếc là RAM 5, RAM 4 hiện tại cũng khá là tương đồng với nhau. Anh em thấy ở đây chúng ta đang có một hệ thống heat sink khá lớn. Đấy, ở đây thì khi chúng ta cắm card đồ họa vào thì không sao, nhưng khi mà chúng ta muốn rút card đồ họa ra thì làm sao có thể luồn tay vào đây mà ấn được, bởi vì card đồ họa lúc nào cũng to và chán hết rồi. Thì Asus đã có trang bị thêm một nút bấm nữa để có thể mở được khe card ra, chỉ ấn nhẹ thôi thì khe card đồ họa đã được mở và chúng ta có thể rút được card đồ họa ra ngoài. Và cũng là thuộc dòng Extreme, cái dòng mà hướng đến cái đối tượng sử dụng là Epson, thì cũng đã có hỗ trợ thêm những cái phím bấm ở đây. Ở đây có phím Start để anh em có thể khởi động, và ngay bên dưới đây có thêm hai nút nữa để chúng ta có thể can thiệp vào bên trong. Thì nếu anh em nào mà sử dụng thì mới biết, với cơ sở sử dụng đến thôi, chứ còn mình ở đây nhiều nút này mình dùng thậm chí còn chẳng hết, bởi vì nhu cầu sử dụng của mình là không tới. Thì với cái dòng là X670 thì vẫn sẽ hỗ trợ là hai chipset đặt ở hai bên, và cái thiết kế hai chipset đặt hai bên thì sẽ hỗ trợ khá là nhiều khi mà liên quan hệ thống tản nhiệt. Thì với những anh em nào mà đang sử dụng thì với dòng X570 ngày xưa thì sẽ cần phải sử dụng thêm một hệ thống quạt để có thể tản nhiệt được cho chipset, và một hệ thống chipset ngày xưa sẽ tiêu thụ điện loanh quanh khoảng chừng 15 đến 16W. Thì với việc chia đôi ra hai chipset như này thì mỗi một bên sẽ tiêu thụ vào khoảng chừng là 6W. Thì khi mà anh em sử dụng ấy thì không phải lúc nào nó cũng tiêu thụ như vậy, thì sử dụng bên nào thì bên đấy bên tỏa nhiệt ra, và chúng ta lắp đặt hệ thống tản nhiệt cũng sẽ tốt hơn và sẽ không cần phải lắp quạt nữa. Tuy nhiên thì anh em cũng không cần phải quá lo lắng đâu, bởi vì ở ngay phần mặt sau thì miếng backplate đây cũng sẽ có hỗ trợ thêm những cái miếng thermal pad để có thể tản nhiệt được ở đằng sau. Những cái mẫu dòng bên cao cấp thì mới có tính năng này để chúng ta có thể sử dụng về một cách lâu dài, ép xung một cách hiệu quả, còn dòng bình thường thì sẽ không có tính năng này đâu. Tuy nhiên thì với cái dòng X670 thì đa số đều dòng cao cấp. Về mặt công nghệ cũng có thêm một vài điểm khá hay. Với dòng cao cấp thì chắc chắn chúng ta sẽ có sẵn module Wi-Fi bên trên, và module Bluetooth thì có Wi-Fi 6E và Bluetooth 5.1 gần như là cao nhất rồi. Còn những cổng USB thì chắc chắn sẽ không thể nào thiếu được. Ở đây thì sẽ có cực kỳ nhiều những cổng USB Type-A, và đặc biệt sẽ có 4 cổng USB Type-C, trong đấy là một cổng USB 3.2 thông thường và sẽ có 3 cổng là USB 4. Thì anh em nào mà thắc mắc USB 4 là gì, thì USB 4 sẽ có cái công nghệ gần như tương đương với công nghệ Thunderbolt 3. Chúng ta sẽ có giao thức là Power Delivery tối đa là 100W, xuất hình DisplayPort, và đặc biệt sẽ truyền tải được dữ liệu là 40GB trên 1 giây. Thì với gần này cổng kết nối thì chắc chắn sẽ không bao giờ phải lo cái vấn đề là thiếu những cổng để có thể sử dụng. Và tất nhiên chúng ta sẽ không nhìn được cái cổng xuất hình ở trên này. Anh em có thể thắc mắc là rõ ràng với dòng CPU AMD Ryzen 9 7950X hay cụ thể là những dòng 7000 series, chúng ta có những cái GPU bên trong rồi, thì cái mẫu main không có thì xuất hình như nào? Thì chắc chắn chúng ta sẽ xuất hình thông qua cổng USB Type-C rồi, USB 4 mà. Vậy thì anh em muốn sở hữu hay không? Mình thì mình có tiền mình cũng mua đấy, chắc chắn rồi.
bởi vì là nó phù hợp với công việc và CPU quá tốt. Mình sẽ bỏ qua khía cạnh liên quan đến giá, bởi vì giá sẽ, của AMD sẽ thay đổi theo từng năm. Có thể vài tháng đầu giá sẽ hơi ấn tượng một chút, nhưng chỉ sau đó một vài tháng mức giá sẽ điều chỉnh và sẽ phù hợp với nhiều anh em sử dụng hơn. Gặp lại anh em trong video sau nha.